Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong ngày mùng 1 Tết Dương lịch, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết và 12 người bị thương. Cả 21 vụ đều xảy ra trên đường bộ. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm 2 vụ tai nạn giao thông, giảm 7 người chết, giảm 2 người bị thương. Thực hiện cao điểm của Cục Cảnh sát Giao thông về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và các lễ hội đầu xuân 2021, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý gần 9.000 trường hợp vi phạm trên đường bộ, phạt tiền 9,3 tỷ đồng, tạm giữ 61 ô tô, hơn 1.200 xe máy, tước 765 giấy phép lái xe các loại.